Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tìm kiếm những em Pokemon mới mình chưa có nữa nha các bạn. Đó, tập này thì chúng ta lại tiếp tục đi phiêu lưu thôi các bạn ơi. Ở đây mình đang gần những cái vùng Root Forest nè. Để mình coi thử coi. Delay Bird. À con này mình có search rồi. Tại vì cái con Delay Bird này mình tìm lâu lắm rồi nhưng mà nó vẫn chưa được. Nó xuất hiện tại những cái vùng lạnh giá cũng như là những cái vùng đồi núi các bạn à. Vào buổi tối đó. Rồi để mình đi vô đây luôn nha các bạn. Đi vô khám phá cái Root Forest này. Coi thử có gì hot không. Ồ, có một ngôi làng nè. Ngon lành. Và sẵn tiện nó có một cái rương bokeh luôn. Để mình qua mình lấy cái rương này. Cũng như là khám phá cái ngôi làng luôn nha các bạn. À cái rương bokeh nó nằm đâu đó ở trên đây nè. Chúng ta sẽ cùng đi lên lấy luôn. Đây rồi. Ồ được một cái cherry berry. Cây berry rồi còn cherry nữa chứ. Thiệt là khó chịu. À dưới đây có một cái ông nhà thách đấu nè. À thật ra là một bạn nữ nhà thách đấu. Chúng ta sẽ đấu luôn nha. Claydon hả? Dứt mày luôn nha con. Một hit chết queo. À Numo nè. Ngẫm củ tỏi luôn. Hondua nè. Chết luôn. Ngon lành canh đao. Trong đây để coi được cái gì nào. Khá là nhiều obsidian. Sắt cũng như là vàng các bạn à. Rồi chúng ta sẽ tạm cất những cái thứ này lại nha. Đó. Ngon lành. Rồi. Trước mặt mình nó có một cái rương master đấy các bạn. Để mình cùng đi qua mở coi. Chúng ta bộ cái heal một phát cái đã. Đó, rương master. Ây da, cái con chuột của tôi nó bị lỗi hay cái gì vậy? Rồi. Hiện tại thì cái con chuột phải của mình nó đang bị double click các bạn ơi. Mình đang tiến hành khừng lại một xíu để mà sửa chữa nó đó. Rồi, đi qua lấy cái rương master luôn nha các bạn. Xịn sò nha. Đây là cái vùng Mega Taiga nha các bạn. Đó, những cái cánh, những cái khu rừng Taiga rất là rộng lớn luôn. Ồ, được Icy Wind hả? Ngon. Ồ, con Chazabuk này dám thách đấu tôi nè. Ngẫm củ tỏi liền. Rồi. Ây da. Nó hay bị double lick như vậy á, khó chịu vậy. Trước mặt mình nó lại có thêm một cái rương master nữa các bạn à. Để mình đi qua mình mở luôn nha. Rương Master. Nó nằm đâu tuốt dưới này luôn nè. Đó. Đi vô mở các bạn ơi. Đây. Ngon lành canh đào. Chơi là được skill surf. Bên kia nó còn có thêm một cái rương Master nữa nè. Nói chung là đi qua lấy hết các bạn ơi. Đó. Với hy vọng có được Master Ball chứ. Cứ đi qua và lượm hết thôi các bạn à. Đây, rương master. Đâu, cái lối vô đâu rồi? Không phải chỗ này. Vậy là bên này rồi. Chơi là được Slugway hả? Cũng khá là xịn sò đó. Bên đây còn có thêm một cái nữa nè. Wow, những cái khu những cái khu này nó có quá là nhiều rương master luôn ha. Xịn vãi. Đây, để mình kiếm coi cái lối vô chỗ nào cả. Đây rồi các bạn ơi. Chơi là được Edshot West. Cũng khá là xịn sò đó. Rồi, mình sẽ cùng đi dọc theo cái con sông này coi thử nó có gì hot ở dưới đây không nha. Wow. Chúng ta có cái Deep Strider á nên đi dưới nước rất là nhanh luôn các bạn à. Cường hóa cái đôi giày nữa. Đôi giày của mình là nó cộng thêm 50% tốc độ chạy nữa. Di chuyển nó nhanh. Nên lâu lâu á map nó lót không kịp, nó bị tình trạng giật lắc các bạn à. Rồi, một cái rương master nữa. Nằm đâu đây nè. Đây. Đây rồi, rương master. Có được cái Slipton. Được một mảnh nè. Được Aerobatic các bạn à. Xịn vãi. Aerobatic. Rồi, trên đây lại có một cái rương bokeh nè. Chúng ta cùng đi lên coi.
Pizza Berry hả? Tạm thời thì mình sẽ không có lấy những cái loại berry đó đâu. À, Rumoke nằm đâu? Tút dưới này luôn. Ồ, nó mất nhiều máu của mình vậy. Thì mình không có đem giáp các bạn à. Mình không biết giáp ở trong đây nó có giảm mất máu khi mà mình té xuống như này không. Ồ, được quýt lo hả? Ừ, cũng khá là xịn sò đó. Rồi, mình sẽ cùng đi qua phía bên này coi. Phía bên này map thì mình chưa có mở nè. Ồ, lại có thêm một cái rừng master nữa. Ngon lành, đi qua lấy luôn nha các bạn. Đây rồi, rương master của chúng ta. Master Ball. Lại thêm một quả nữa các bạn ơi. Và đây là quả Master Ball thứ 12 của mình luôn nha. Ui ngon lành vãi. À, khá là chỉnh luôn. Đấy, lại thêm một em Master Ball nữa. À, trên đây lại có thêm một cái rương Poke nữa nè. Đó, tại hôm nay nó bắt đầu nó đỏ rồi đó nha. À, có em Turwick, em rùa cây. Rùa cây hả? Hồi trước mình tìm cái con rùa cây nó cũng khó lắm các bạn à. Nhưng sao bây giờ nó xuất hiện nhiều quá vậy ta? Rương Poke, à được Mudslap. Ồ, cũng khá là xịn sò đó. Rồi, lại tiếp tục phiêu lưu nữa thôi các bạn ơi. Có được một quả Master Ball là quá xịn luôn rồi. Ồ, lại gặp thêm em rùa cây nữa. Nãy giờ gặp hoài luôn á. Rồi. Ồ, bên Newai hả? Để mình đi qua mình thách đấu luôn nha các bạn. Hình như là con thỏ thì phải. Đây, con boss nè. Pin Nearby, ây da, nó kiếm đường nó chạy. Ừ, chạy đâu? Đứng lại. Ây da, tưởng quăng không trúng nữa chứ. Mình sẽ cho Nihilego dùng một tuyệt kỹ Z luôn nha các bạn. Mà một hit chết queo luôn. Xịn vãi chướng. Đó, quá là ngon lành canh đào luôn. Rồi, bên đây có thêm một cái rương master nữa nè. Để mình cùng đi qua lấy luôn nha. Trước mặt mình nó có một cái rương Poke. Ồ, được một cái thư cảm ơn các bạn à. Bữa nay lại có thêm một cái rương Poke khác nè. Ồ, nó chết rồi, tôi bị rớt xuống dưới đây rồi. À đây đây. À, được revive hả, ngon. Cái đá revive đó, nó giúp Pokemon của các bạn á. Khi mà thua cuộc á, thì nó hồi phục lại 50% máu nha. Chúng ta còn có một cái max revive, nó hồi phục 100% máu luôn đó. Ồ, được cái gì đây? Michael Berry hả? Michael Berry. Thôi, trồng lại đi. Phá chơi một xíu đó. Đây, đi qua lấy một cái rương master khác đi các bạn ơi. Xịn sò và chưởng. Ờ, cái lối vô nó nằm ở đâu vậy ta? Chỗ này nè. Ồ, được một cái... Ồ, Master Ball. Thêm một quả nữa các bạn ơi. Xịn vãi chưởng. Và đây là cái quả thứ 13 của mình luôn rồi đó nha. Và chúng ta có được một cái Leaf Stone. À, một cái Leaf Stone Shark. Cũng khá là xịn sò đó. Trời ơi, thêm một quả Master Ball nữa rồi nè. Ngon lành. À da, em Rublin này. À, Rublin chứ. Dám thách đấu tôi nè. Một em đã ra đi. Ồ, em này nữa. Cấp 7 thôi các bạn ơi. Cấp 7 mà nó lì với chưởng. Ồ, thêm được hai quả Master Ball mới kẽn luôn. Còn gì băng nữa. Mình đã được 759 trên 809 em Pokemon rồi nha các bạn. Chúng ta còn 50 con Pokemon nữa thôi. Và hiện tại Pokédex của mình nó đã đạt được 93% rồi đó. Quá là xịn luôn. Tập hôm nay mình sẽ cố gắng mà thu phục thêm nha các bạn. Cố gắng thu phục thêm mới được. Bên đây có một cái rương master khác nè. Mình cùng qua lấy luôn. Biết đâu lại được thêm một quả Master Ball nữa thì sao. Một quả Master Ball nữa thì quá là xịn sò luôn đó. Chà là được return hả? Ngon. Ồ, lắc vậy trưởng. Tự nhiên nó giật lắc à. Rồi, cái rương Poke trên đây có gì hot không? Đâu rồi? Ồ, có em... Ồ, được Reba Berry hả? Thôi để mình lên mình bắt con Zubat Shiny nha các bạn. Ngon lành, nó đây nè các bạn. Ồ, Shiny màu nó khác hả? Nhìn nó màu xanh xanh các bạn ơi. Rồi, mình sẽ Phone Sweep nó một phát nha. Rồi dùng luôn cái quả Whip Ball nha các bạn. Quả đầu tiên phải dùng Whip Ball.
à quên, Whitbon mình đã chuyển lên đầu rồi. Mình đã sắp xếp trật tự cho nó dễ thu phục hơn các bạn à. Whitbon. Yes, thành công luôn, xịn sò. Còn gì băng nữa. Đây, phía bên này còn có thêm một cái rương master khác nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua mở nó luôn nha. Ây da em, cái em Rattata này thách đấu tôi nè. Ngẫm củ tỏi liền. Đây, rương master. Đi qua lùm nó luôn nha các bạn. Cho là được Power Bell. Ồ, thôi mình vứt đi đi. Không có cần cái đó đâu. Bữa nay lại có thêm một cái rương master khác nè. Nằm đâu ở dưới hay sao á. À, chỗ này nè. Nhưng mà cái lối vô thì nó nằm ở phía bên này nha các bạn. Cho là được skill red nè. Skill này nó cũng hồi máu lại cho Pokemon của mình nữa đó. Bộ cái heal một phát cái coi. Nãy giờ mình đang coi vị trí của mấy con Legendary á. Coi thử nó xuất hiện ở đâu đó các bạn à. Phía bên này có thêm một cái rương Poke nè. Đó, đi qua lụm luôn. Wow. Giờ mình chỉnh cái shader lại á. Nhìn nước nó trong vãi chưởng luôn á. À, chúng ta được cái Stitic Spoon các bạn ơi. Ô ô, và đã có một em Pokemon mình đã tìm kiếm xuất hiện rồi kìa. Đó là Mimikyu các bạn à. À, cái con này nó lấy hình dáng của cái con Pikachu nè. Đây các bạn có thể coi. Oh, Mimikyu. Mà sao con này nhỏ vậy ta. Để mình phone sweep nó một phát cái coi. Cấp 45 luôn các bạn ơi. Oh, quên mất con Mimikyu này thì chúng ta không thể đánh những cái kỹ năng thường được. Tại vì nó thuộc hệ bóng tối. Kỹ năng thường nó sẽ không có gây sát thương các bạn à. À, Whitbon không thành công rồi. Để mình chuyển qua quả bon khác nha. Ultra Ball thật chẳng hạn. Mình sẽ thử mấy quả Ultra Ball thử đi. Cũng không được luôn các bạn ơi. Tiếp tục là một quả Ultra Ball khác nha. Wow, cũng không được luôn. Bắt khó vậy. Vậy thì mình sẽ chuyển qua Timer Ball vậy. Đó. Đi qua Tamerborn cho nó xịn sò. Ui, bắt có vẻ khá là khó đó. Tiếp tục là Tamerborn luôn nha các bạn. Wow. Bắt chua quá vậy. Thêm một quả nữa nè. Và yes, mình đã bắt được em Mimikyu rồi các bạn ơi. Thì em này mình đã có sẵn rồi. Nhưng mà cái khúc mình bắt thì mình cái khúc mình bắt thì các bạn chưa có được coi. Nên mình quyết định tìm một lần nữa luôn. Để bắt lại đó các bạn à. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng lên đây và kiểm tra coi cái em Mimikyu này nó như thế nào nha. Đây, Mimikyu. Để mình coi cái mặt nó coi. Ồ, nó lấy hình dáng của con Pikachu nè. Ui, nhìn nó xấu quá chưởng. Con này kích thước là run. Ồ, kích thước nhỏ nhất luôn, hàng chi. Thiệt là chỉnh sò. Ây da, con này xấu hổ hay gì mà đứng vào đó. Để mình qua bên đây mình coi lại một lần nữa coi. Ồ, xịn chưa. Mimikyu đã được thu phục rồi nha các bạn. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường nữa thôi. Ồ, có con bot nè. Metabot. Con sâu hả? Đây, Metabot. Mày nè. Ê chết, mình quăng lộn con Reninja của mình rồi. Để mình chuyển sang con Nihilego mới được. Một hit chết queo luôn. Ồ, cho mình một cục kẹo luôn hả? Ngon lành. Phía bên đây còn có thêm một cái rương master nữa các bạn ơi. Đi qua lấy luôn nha. Ô, nằm đâu dưới đây hả? À đây đây.
Sẽ là được Choice Grab. Ồ, cũng khá là xịn sò đó. Bên này lại có thêm một cái rương bokeh khác nè. Ồ, và có em boss Piriu. Hình như là boss Mega các bạn à. Đó, sẵn tới lụm nó luôn. Đúng rồi, boss Mega các bạn ơi. Mega Piriu. Đây là boss rare thôi nè. Mày nè con, một hit chết queo luôn. Và hình như con Nihilego của mình đã lên cấp 95 rồi. Thì sẵn tiện mình sẽ cho nó 5 viên kẹo luôn nha các bạn. Đó, mình đã có để dành kẹo nãy giờ nè. Chúng ta sẽ cùng dọn đồ cái đã. Và lấy 5 viên kẹo ra. Để cho em Nihilego này lên cấp 100 luôn nha các bạn. Đó, xịn so liền. Đó, đây là em Ultrabit đầu tiên của mình đạt cấp 100 đó nha. Nihilego. Đó. Và đây là tất cả những thông số của nó nữa các bạn. Mình sẽ cùng kiểm tra cái điểm quên lộn, điểm EV chứ. Mình định bấm wiki. Con này thì số 5. Chúng ta thêm chữ EV nè. Đây. Đây là tất cả các điểm mình cộng nè. Speed 252, Special Attack 252 và Attack là 6 nha. Max là 510 đó. Còn điểm IV này thì là điểm mặc định, chúng ta không có thể cộng trừ được nha. Đó. Nói chung chỉ số này nó cũng khá là cao đó. Chỉnh sơ. Mình sẽ cho em khác ra thay nha. Ở đây chắc cho chim điện ra quá. Rồi, cho chim điện ra thay nha các bạn. Lại thêm một em nữa đạt cấp 100 rồi. Quá xịn sò luôn. Rồi, cái rừng bokeh bên đây có gì nào? Ô, nằm ở đây hả? Ồ, lemonade, nước cam các bạn à. Ồ, nước chanh. lộn. Nước chanh. Mình đang bay tại cái vùng đồng cỏ nè. Ồ, gặp được cái vùng đầm lầy các bạn ơi. Thì sẵn tiện mình sẽ gọi mưa luôn nha. Ở đầm lầy này thì nó sẽ xuất hiện mấy em Mookip, Smart Tom và Swampert cho mình đó. Hiện tại là đang là trời tối các bạn à. Ồ, lộn. Chúng ta quăng lộn con. Quăng Tornado ra mới gọi mưa được. Tại vì Tornado nó có skill Rendan đó. Đây, gọi mưa xuống. Mưa đã xuống rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng khám phá đâm lại một xíu. Coi thử có gặp được cái em nào không đã. Mình đang muốn gặp cái con Mookip lắm nè. Mookip thì nó sẽ xuất hiện tại cái vùng đầm lầy khi mà trời mưa nha các bạn. Và buổi tối nữa. Để mình thu mấy em Pokemon lại hết nha. Đó, thu tụi nó lại hết. Đi theo mình hoài à. Cái rừng Ultra bên đây có gì hot không ta? Mình có nên đi qua kiểm tra luôn không? Thôi đi qua luôn các bạn ơi. Kiểm tra thử nó có gì. Có cái gì trong này hả? Bay luôn cho nó lẹ nè. Tự nhiên bị thu lại hả? Nằm ở đâu đây? Cái rừng Ultra. Rừng Ultra. Đây rồi. Ta-la. Được một cái Steel Gem. Cái này là viên ngọc của hệ thép các bạn ơi. Rồi, cùng quay trở lại vùng đầm lầy coi. Có em Pokemon nào xuất hiện nữa không? Ồ, gần đây nó có một ngôi làng nữa hả? Xịn vậy. Có em Pokemon nào xuất hiện nữa không? Trời, nó mưa lắm rồi đó. Xuất hiện đi Mookip. Mookip. Tìm mấy con khởi đầu đó nó rất là khó luôn các bạn ơi. Trời ơi, chúng ta sẽ cùng tiếp tục coi. Đây, trước mặt mình nó có một cái rương Master nè. Và trời thì nó vẫn đang mưa nha các bạn. Hiện tại thì mình đã rời khỏi cái vùng đầm lầy rồi. Và chúng ta đang ở vùng Bird Forest, rừng Bạch Dương đó. Đây, trời này còn có thêm một cái rương Master khác nữa nè. Để mình lên mình lấy luôn nha các bạn. Rương Master. Và chúng ta đã được thêm được một quả Master Ball nữa rồi nè. Đây là quả thứ 3 trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Vãi cái chướng à. Ui,
nó đỏ vãi chưởng luôn. Ồ, 14 quả Master Ball luôn nha các bạn. Ngon lành canh đào. Và bên đây có thêm một cái rương mắt tên nè, chúng ta sẽ cùng đi mở luôn nha. Không biết có thêm một quả nữa không nữa. Ta-da. À lần này được BB Max. Cái này chúng ta có thể cộng cho mấy em Pokemon đó, để mà tụi nó hồi lại cái số lần sử dụng skill đó nha các bạn. Để mình coi bây giờ là mấy giờ. Thời gian đang là 2600. Đây là buổi sáng các bạn ơi. Cái này là gì đây? Rosalie Perry hả? Mình không cần đâu. Trước mặt mình có một con Slowbro nè các bạn. Ồ, hình như boss xịn. Boss Legendary luôn. Wow, cấp 120 luôn. Xử nó luôn nha các bạn. Mega lên chơi nó nè. Nửa cây máu liền. Ui, và nó cũng cấu của mình 1/3 máu đó. Mày nè con, Slowbro hả? Rồi con này sẽ chết với mình. Ngẫm củ tỏi. Đó, nó cho mình Lutroot Orb, một đoa viên ngọc để mà triệu hồi Giratina, Benkia cũng như là Dialga nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng vô đây thách đấu cái ông này coi. Trổ qua đây hả? Cosfin nè. Ôi nó bút cái gì đó. Mình xài lộn skill các bạn ơi. Nãy lỡ dùng Fawn Sweep rồi. Ủa? Con còn một cái mon hả? Ít quá vậy. Ồ, chúng ta được một cái Super Rod nè. Lấy luôn, có sắt nữa. Hàng xịn là cứ lụm hết. Gần mình nó có thêm một cái hội quán nữa nè. Hội quán hay bỏ các bạn ơi. Đây là Rushbuck Gym nha, mình sẽ lưu chỗ này lại. Rushbuck Gym 2 đi. Chọn cái màu hay bỏ nè. Đó, xịn sò liền. Nói chung mấy cái hội quán này mình đã đánh hết rồi. Chúng ta có thể thách đấu lại một lần nữa để mà chọn lại. À quên, để là kiếm thêm những cái loại hy hiệu khác đó các bạn à. Để mình coi con GUC nó spawn tại đâu. Spawn tại đâu? Spawn tại Root Forest vào afternoon, là buổi trưa đó các bạn à. Buổi trưa ở trong đây thì thời gian nó là tầm 6 giờ tới 12 giờ thì phải. À quên, tầm 6.000 tới 12.000 thì phải. Bên đây có một cái rương Ultra nè, để chúng ta cùng đi qua lấy luôn nha. Rương Ultra. Sẵn tiện nó tại cái vùng Swampland nữa. Trời ơi, vùng đầm lầy luôn nè. Ồ, rương Ultra. Đây rồi. À, được một cái Golden Hour Class các bạn ơi. À, những cái này để hình như là giảm thời gian để mà Red In thì phải á. Hình như là vậy. Đây, Rương Master. À, được một skill mới nè, Ray. Rồi chúng ta sẽ rời khỏi cái tháp ma này nha các bạn. Để mình xuống đi bộ đi. À, khám phá cái đầm lầy này mới được. Có em Pokemon khởi đầu nào xuất hiện hay không? Em mua kiếp đâu rồi? Mình đang rất là cần con mua kiếp luôn đó. Wow, đầm này nó cũng rất là rộng các bạn ơi. Cái vùng đầm lầy này thì nó quá rộng luôn. Chúng ta có thể đi mà mở map cũng như là tìm kiếm thêm những em Pokemon mới nữa nè. Rương Boke đâu rồi? Chà là... Ồ, được Captivate hả? Cũng được. Bên đây có gì hot nữa không? Đầm lầy này nó rộng quá. Nói xíu nữa tôi muốn lẹo cái lưỡi luôn à. Đây, chỗ này có một cái rương Boke nữa nè. Lượm luôn nha các bạn. Nãy giờ nhặt Master Ball nhiều quá nó bị liệu đó các bạn ơi. Ba quả Master Ball rồi còn gì nữa.
Gigaren hả? Cất luôn. Wow, đầm lầy rộng thiệt sự luôn các bạn ơi. Chắc mình sẽ lâu chỗ này là Swampland nha. Swampland thứ 5 đi. Để khi nào cần mình sẽ teleport tại đây và mình sẽ khám phá tiếp. Ồ, và trên đây hình như là vùng Swampland M các bạn ơi. Mình sẽ lâu luôn là Swampland M luôn nha. Ba, ok. Tiếp tục. Ồ, và em Mushroom đã xuất hiện rồi nè. Lần này không phải Mookip mà là Mushroom các bạn ơi. Đây là tiến hóa cấp 2 của Mookip. Xuất hiện tại cái vùng đầm lầy vào buổi tối khi trời mưa đó các bạn ạ. Thu phục nó luôn, ngon. Trời ơi, chờ đợi nó nãy giờ đó. Whipburn. Và yes, một quả đã thành công luôn. Trời ơi, quá xịn sò. Để mình sẽ xóa cái tên của nó rồi. Mushroom, à có thêm chữ R nữa hả? Mushroom và Swampert, mình sẽ xóa hai cái tên đó nha. Để con mua kiếp lại. Trời ơi, còn con mua kiếp nữa các bạn ơi. Để mình thay con Mushroom này ra trận nào. Quá là xịn sò luôn. Chắc mình sẽ quay lại cái tòa tháp ma quá. Trước mắt đây coi cái con Mushroom này trước đi. Con này cái thước là huge và nó trừ speed hả? Nó cũng không có xịn lắm. Nó thuộc hai hệ là hệ đất và hệ nước các bạn à. Nhưng mà nó bị trừ tốc độ rồi. Vậy thì chúng ta ra đòn nó sẽ chậm hơn đối phương đó. Để mình coi coi tòa tháp ma nằm ở hướng nào. Chúng ta sẽ bay về tòa tháp ma để mà luyện cấp cho cái em Mushroom này nó tiến hóa luôn nha. Hình như cấp 36 là nó tiến hóa rồi đó. Hiện tại nó đã đạt cấp 35 rồi nè. Xịn vậy. Rồi, cùng bay về tòa tháp ma thôi các bạn ơi. Tập này không có mua kiếp mà có Mushroom. Tiến hóa cấp 2 của mua kiếp là được rồi. Đây, tháp ma đây rồi các bạn ạ. Mình sẽ tắt cái bokeh loot đó. Tại vì chỗ này nó hay bị lỗi nè. Nó có cái rương bokeh ở đây á. Mà chúng ta lấy cái rương master chỗ này mà chúng ta lấy rồi. Nhưng mà nó vẫn còn hiện trên game sát các bạn ạ. Nhóm tác giả vẫn chưa fix cái này luôn, khá là buồn. Rồi, xuống đây và luyện cấp cho nó thôi. Đâu rồi? Mấy con Chandelure, đây rồi. Ô, nó đang trong trận chiến các bạn ơi. À, hình như nó đang đấu với nhau nè. Ô, ngoài đây có một con Chandelure khác nè. Đấu nó luôn. Blitzak nè. Trời ơi, một khúc máu chết queo luôn. Chết queo con nhỏ luôn. Để mình xuống dưới thử coi. Và thử còn cái gì hot nữa không? Chết rồi, chỗ này phải đào đường đi lên mới được. Dưới đây không thấy em nào hết. Đi lên trên này coi. Có em boss Wubat kìa. À, tụi này nó đã đấu xong rồi các bạn à. Đấu xong thì chết với tôi. À, cái con Wubat nó mới bay vô đây. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ xuống mình đấu với cái con Wubat này luôn nha các bạn. Sử dụng Articuno để mà bay đi cho nó lẹ. Wubat nè, tính chạy đi đâu hả mày? Ồ, một khúc máu luôn, xịn vậy. Tiễn mày lên đường luôn nè. Rồi, nó đang ngậm củ tỏi rồi. À, cái con Audis này thách đấu tôi nữa hả? Ủa, nó xài skill hệ độc direct vậy chưởng. Mày nè con, ngậm liền. Rồi, để mình bay lên tòa tháp ma lại nha các bạn. Lên tòa tháp ma lại coi. Chandelure. Dứt mày luôn nha con Chandelure. Mày nè con, ngẫm liền. Đâu rồi, mới thấy một con Chandelure nữa. Trốn ở đây hả mày? Cấp 38 luôn. Mày nè con. Ồ, học được Hurricane nè.
Mình coi mình có nên thay không đã. Hurricane chắc không có nên thay đâu các bạn ơi. 10 lần sử dụng. Thôi chắc chúng ta sẽ không học đâu, bỏ luôn đi. Khá là uổng nhưng mà thôi kệ nó các bạn ạ. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Chandelure hả? Mày nè con. Ồ, và em Master của mình. Ồ, nó đang bị kẹt trong đá. À, em Master của mình nó đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Đó, đúng cấp 36 nó sẽ tiến hóa nha. Và nó sẽ lên con. Ồ, đã chưa. Và đây là Swampert nha. Ồ, ngon lành canh đau. Thôi, sẵn tiện đi về nhà luôn các bạn ơi. Đâu rồi, tê là bọt về nhà, ngủ một cái cho nó hết mưa coi. Trời mưa tầm tã quá, ngủ một phát mới được. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ kiếm đá Mega cho cái con Swampert luôn nha các bạn. Đá Mega của nó đâu rồi, chúng ta sẽ cùng lọc ra coi. À, đây rồi. Swampert T-Tay. Ok, xịn xo liền. Sẵn ra đây Mega nó luôn nha các bạn. Ui, vẫn còn thích đấu mình nè. Rattata này, hiếu chiến nè. Cho mình ngẫm củ tỏi mới được. Rồi, em Swampert. Swampert của tôi đâu rồi. Hiện tại thì mình đã đạt được 761 con trên 809 con Pokemon nha các bạn. Đó, lần này thì được hai em, đó chính là Smarterm và Swampert. Ồ, Ekan này cũng sung dữ ha, thích đấu tôi nè. Rồi, Mega lên luôn nha các bạn. Swampert. Mega của cái con này thì mình cực thích luôn, tại vì nó to và nó rất là ngầu luôn các bạn ơi. Cơ bắp cuồn cuộn luôn. Và đây chính là Swampert Mega nha. Để mình bơi coi thử coi nó có thay đổi không. Hình như là không thay đổi. Để mình đi ra bờ sông cái đã. Nên đang cởi ra nó ra nhìn đã với chướng. Wow, nhìn nó đi cũng khá là chậm chạp ha. Rồi. Cởi thì nó cũng không có thay đổi hình dáng. Nói chung như vậy là quá xịn luôn rồi. siêu bự các bạn ơi. Swampert Mega đó. Thì mình nghĩ là tập hôm nay tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Hôm nay bắt được em Mimikyu nè. Tiến hóa được em Swampert và bắt được Smarterm nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thêm được 3 quả Master Ball luôn. Quá xịn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên vào lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và đừng quên like cái bài Fury Gaming để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.